Hôm nay xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng các em thân mến. Ngày hôm nay chuẩn bị đã đi làm lại và phải đi đổ xăng. Đây, tài xế ngồi cái bên. Hello, xin kính chào quý vị. Sau 2 tháng bình xăng mới hết. Bây giờ mình phải đi đổ xăng nha. Có người ngồi ngoài sau này nè, ai đây? Anh Thành. Chào quý vị khán Hai, giả của chào quý vị khán giả của Hồng Loan, chào tất cả các bạn ở Cali và Las Vegas. Hôm anh nay Thành được Bảo Lộc và Hồng Loan kêu qua đây chơi. à, bữa giờ xuống đây thấy sao anh Thành? Thì anh em mình cũng ở nhà không mà. Nhưng Ừ. mà đều ở chơi ăn uống gia đình relax cũng vui nha. Ừ. Không như anh có hai gia đình đi tới luôn cũng vui, ở bên kia cũng buồn, qua đây vậy không mà đều ở nhà cho an toàn. Bữa sao ở nhà riết rồi đó, ốm lắm anh Thành này. Đúng rồi, ăn ngủ Ừ. gặp lo với mẹ cho ăn đồ ăn ngon, không anh Thành ăn ít quá, anh Thành lên mấy Sáng trưa chiều tối cứ hỏi anh là nắng này không, Thành nắng gì không, ăn không? mà báo các bạn biết gia đình lo nấu ăn nhiều ngon lắm, anh Thành qua là Thành giết hết. Sợ Lần anh nào Thành về là anh Thành cũng thu gom đóng đồ ăn về thì là Vegas luôn đóng đồ ăn hết. ha. À, sợ về má anh Thành la, sợ má anh Thành la nè, bỏ anh Thành, bỏ đói anh Thành. Bây giờ phải bắt anh Ăn Thành sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, rồi ăn khuya nữa. anh Thành ráng, anh Thành bự hơn Lộc đó mà. Tội nghiệp quá, nay anh Thành ốm nhất Anh à. Thành ốm quá Ừ, có chút xíu à, tội nghiệp ghê. ốm nhưng mà cái bong bóng nó bơm lên. Rồi, ok. Ok, rồi xuống đổ xăng nha. New York, New Jersey là nó người không cho ta làm tự luôn á, nhớ đổi đi cho mình, mình bất ngờ không người ta đổi cho mình, còn ở mấy tiểu bang khác là mình phải tự đổ, cầm cái thẻ bỏ vô máy xong rồi bấm cái chip code của mình, sau đó rút cái thẻ ra rồi chọn xăng, bấm nút đổ, đơn giản như đang giỡn. Thì đi Ok. đó, À, lúc mình tới cái cũng đâu có cho mình cầm đổ đâu. thì tại luật ta bển vậy mà mình ba lúa mình lên mình đâu biết. Bởi vì nó là đi chơi biết đó, biết đây đó, ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn vậy á. Anh Thành cũng khoái đi chơi lắm, bởi vì được Lộc Loan dắt đi chơi nhiều cũng thích lắm. Bởi vì có anh Thành xuống cho nên cuối tuần gia đình định dẫn anh Thành đi chơi mấy ngày. Cho bé Thành đi dạo phố chứ xuống bắt bé Thành ở nhà hoài bé Thành Hôm nay ở đây có hand sanitizer, mừng quá. Ồ vậy hả? Wow, sao lịch sự vậy? Hôm nay có hand sanitizer cho quý vị. Ở đây, hand sanitizer. Ồ, mừng quá. Giờ đã có hàng lại rồi. Thì đó nó an toàn. Mình là làm xong cái mình rửa tay, ok. Cái bình xăng của cái xe này đó là nó không có cái nắp, mình chỉ cần chọt vô thôi. Chọt vô xong bấm là đơn. Sau khi mà mình làm xong á, mình chỉ cần kéo ra, không có cần phải đậy nắp lại. Bây giờ cái loại mới nó không có cần phải đậy nắp. Hôm nay xăng là 2 đồng 8 một galon. Mừng quá, hôm nay có hand sanitizer. Bên đây thì có nước với lại khăn giấy để mình lau xe, mình lau chùi. Ở trên này thì là cái thùng rác để mình bỏ mấy cái vật dụng mà không cần thiết xài á, rác rưới trên xe mình bỏ xuống. Nó cũng rất là hay. Cái này, cái xăng này gần nhà của Lộc, Lộc thường đổ đây lắm. Bên đây nè là nó có cái quý vị coi nè, cái xăng mà màu vàng nè, E85 á, cái xăng nó giá nó rất là rẻ. Xăng này giá nó có 2 đồng 19 thôi à, đó có 2 đồng 19 thôi. Cái xăng này nghe hình như á, là nó xài cái loại dầu bắp chứ không phải là dầu của bình thường, nên cái giá nó rẻ hơn, và họ cũng đang khuyến khích là người ta hãy sử dụng xăng E85 để cho giống như mình thiên nhiên á, giống như là mình cứu thiên nhiên, mình hạn chế sử dụng dầu thông thường. Bây giờ mình đi chợ nha.
Sài Gòn City à? Chợ Sài Gòn City nó có bán cái tôm sú mà một hộp mà 4 thao á, tôm sú đó ngon. Lúc nào cũng mua để sẵn. Hôm bữa làm tôm sú đó mà ăn gỏi cuốn á, cắt đôi cái ăn cuốn, cái gỏi cuốn chấm nước tương, tương hả? Tương hột hả? Cái hột xay á, ngon lắm. Chút nữa đi chợ xong rồi về khoe với lại mọi người hôm nay đi chợ mua gì. Ở nhà đi chợ là đa số là mua rau với mua cá không à. Bây giờ là đường phố bắt đầu đông lên rồi, kẹt xe nè. Giờ thấy giống như bình thường rồi. Nhưng mà cũng nhiều, còn nhiều tiệm nhiều nữa người ta chưa mở cửa đó. À, bây giờ thì Hồng Loan xin phép được update cái tình hình bệnh ở Mỹ mình sáng sớm ngày hôm nay hết quý vị. Ca bệnh là 1.725.275 người bệnh, số người mất là 100.572 và số người được chữa khỏi là 479.969. Ồ, như vậy là số người được chữa khỏi là cũng được hơn 15.000 người. Trời ơi, số người chết đã lên hơn 100.000 người. Đúng theo cái dự đoán mà của ông Fauci ha quý vị. Và cũng mừng là cái số người chữa khỏi ngày hôm nay cũng được khá là nhiều. Chúng ta chỉ hy vọng được như vậy thôi, càng nhiều thì mình càng mừng hơn. Ngay cái lúc này bắt đầu đã mở cửa ra nhiều rồi đó thưa quý vị, thì người lớn tuổi cũng như là những người mà đã có bệnh rồi thì không nên đi ra ngoài, phải rất là hạn chế, mà nếu mà có đi thì cũng phải cố gắng là giữ khoảng cách với lại nhớ đeo khẩu trang vô nha quý vị nha. Nhưng mà cái vấn đề mà Hồng Loan muốn nhắc nhở quý vị đó là con em của mình á, những cái đứa bé bây giờ đó thì ở bên New York đã phát hiện ra nhiều ca em bé mà bị bệnh COVID-19 nhưng mà nó lại có cái triệu chứng giống như là cái bệnh Kawasaki mà lúc trước Hồng Loan có nói đến quý vị. Thì cho đến ngày hôm nay ở nước Mỹ đã có rất là nhiều trường hợp những cái đứa nhỏ nó bị cái bệnh đó mà triệu chứng nó không có giống như là COVID-19 giống như người lớn, mà cái triệu chứng của nó đó là đầu tiên đó là bé sẽ bị đau bụng, rồi bị ói mửa và sẽ bị phát ban giống như là nổi sảy khắp người á, nó đỏ 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 khắp người, rồi cháu bị ngứa nữa, rồi sau đó thì có thể là sẽ bị sốt, nhưng mà có nhiều em bé thì lại không bị sốt. Nhiều khi mình cứ ỉ y mình thấy không phải ho, không phải sốt thì mình nghĩ là không phải là cái bệnh COVID-19 đó, rồi mình ỉ y mình không có cho bé trị bệnh. Cho nên quý vị phải nhớ hết sức cẩn thận, tại vì cái thể hiện của đứa nhỏ đó nhiều khi nó khác với lại người lớn. Hồng Loan xin nhắc nhở với quý vị điều đó ha. Cho nên bây giờ mà có đi ra ngoài, có đi chơi gì đó thì chúng ta cũng phải cố gắng giữ cho bé, phải tránh xa mọi người và cũng phải cố gắng cho bé đeo mask vô nha quý vị. Ok, giờ Loan tới chợ rồi, chút nữa khoe quý vị coi mua gì ha. Có cái mùa nó có trứng nó ngon.
bữa mới ăn bánh canh ra ngô bánh bột lọc. Bữa ăn bánh canh kia, bánh canh đặc giá thì nó dẻo, còn bánh bột lọc này thì nó hơi dai dai. Có một con gà, con vịt đó mà không biết làm gì đó. Nấu này bánh canh gà đây có bạch quả luôn ta, hoa môn bạch quả, ăn mì. Thật sự mai quế này ngon lắm quý vị. Thật sự này của công ty thực phẩm Tây Hồ nè. Mới đi chợ xong à, lúc này mọi thứ bắt đầu lên giá nha quý vị. Vừa rồi Hồng Loan có đi những cái chợ Mỹ á, thì thấy thịt cũng lên giá, và họ sợ bị cái tình trạng mà không có hàng bán á, vì thời gian trước mà có những công ty thịt họ nói là họ bị nhân viên bị bệnh Covid-19 nhiều quá đó, sợ không có thịt bán cho nên họ cũng hạn chế mình mua. Thì hiện tại bây giờ quý vị biết không, Bộ Nông nghiệp của Mỹ đang điều tra 4 cái công ty chuyên sản xuất thịt mà lớn nhất của nước Mỹ, như là công ty Tyson Food, công ty JBS, công ty National Beef và công ty Cargill. Thì đang điều tra là bởi vì họ nghi là những công ty này bắt tay nhau để mà nâng cái giá thịt lên. Hiện tại bây giờ đó thì họ cứ nói là tại vì nhân viên của họ bị bệnh nhiều nên họ không có sản xuất được nhiều là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà nhân viên đứng làm việc á, thì phải đứng cách xa nhau cho nên họ cũng phải hạn chế cái lượng người đứng làm việc cho nên không sản xuất nhiều. Nhưng mà người ta nghi ngờ là họ dựa vô cái cớ này để mà họ nâng giá thịt lên. 4 công ty lớn bắt tay nhau để nâng giá thịt lên. Thì người ta điều tra, người ta thấy á, trong khi á, họ đi mua thịt của những cái nhà chăn nuôi đó, thì á, họ mua, họ trả giá, họ ép giá người ta, cái giá là thấp hơn 10 năm trước luôn. Ví dụ như là thịt lúc trước đây thì họ mua là 135 đồng cho 100 ký thịt, ví dụ vậy, 100 pao thịt, thì bây giờ họ chỉ trả 100 đồng thôi. Cho nên hiện bây giờ là Bộ Nông nghiệp của Mỹ đang điều tra về vấn đề đó, thì chúng ta hãy chờ xem nó như thế nào. Anh vô đưa anh bỏ thùng thơ giống bữa, hoặc là anh đưa nó thôi. Em đã nói chuyện nó rồi. Và nhân đây Hồng Loan cũng thông báo đến quý vị một cái tin vui từ nước Nga, là nước Nga họ đã điều chế ra thành công cái thuốc Favipiravir, là cái đó là tên gọi của một cái thuốc mà của Nhật trước đây mà chúng ta đã có nghe. Thì ở Nga họ điều chế ra và họ đặt cái tên của nó là Avifavir. Thì các nhà nghiên cứu của Nga đó, họ đã điều chế ra được cái nguyên liệu mà để tạo ra cái thuốc Favipiravir. Bởi vì cái thuốc đó là hiện giờ kiếm cái chất mà để điều chế cái thuốc đó kiếm trên thị trường là không còn nữa. Nhưng mà Nga họ đã điều chế được cái chất đó. Thì từ khi họ điều chế được cái chất đó và họ đã điều chế ra được cái thuốc riêng của họ là tên là Avifavir. Thì cái thuốc Avifavir này đó, thì đó, khi mà cho vô người đó là nó sẽ ngăn không cho cái con virus ở trong cái tế bào của mình nó phát triển. Và cái điều này á, thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề là cái người bệnh sẽ không có bị tiêu diệt những cái tế bào. Và ngoài ra cái thuốc nó còn gây ức chế cái sự sinh sản của cái con virus ở trong cơ thể. Thì nước Nga họ đã sản xuất ra và họ đã cho thử nghiệm từ hồi cuối tháng 4 cho đến bây giờ để mà họ xem cái độ an toàn của nó như thế nào. Thì họ thấy là cái thuốc này nè, nó cái
chữa bệnh của nó rất là nhanh. Ví dụ như cái thuốc mà Remdesivir của Mỹ thì là khoảng 11 ngày, nhưng mà nước Nga họ thử, họ thấy cái thuốc của họ nó có kết quả trong vòng 7 ngày hoặc là dưới 7 ngày là người bệnh đã được hết bệnh. Và cái điều rất là quan trọng mà tốt là không ảnh hưởng đến tim và không ảnh hưởng đến thận của cái người được chữa bệnh. Và ở nước Nga họ nói là tháng 6 này nè, họ sẽ ra hàng loạt rất là nhiều cái liều thuốc để mà chữa trị cho cái bệnh COVID-19. Nghe nói là hôm nay là ở Phú Lộc Thọ họ mở cửa. Bây giờ mình thử chạy vòng vòng để coi tình hình nó ra sao, để giống như cho quý vị thấy được cái tình hình của Phú Lộc Thọ ngày hôm nay sao ha. Ủa mới mở đó. Cái tiệm ngay góc này nè, nó đổi chủ không biết bao nhiêu lần luôn. Cứ vài tháng là đổi là thấy cần sang tiệm liên tục vậy đó. Đổi cái gáp mà cho cái góc ở số 1 vậy em, chung quanh là bán được mà, cứ là ông nào vô cũng chỉ 6 tháng 5 vòng đó, mọi giờ bữa giờ anh ở mười mấy năm cũng cái chục tiền nổ ngay cái góc luôn. Rồi cái chỗ này giờ thấy hồi sinh, có sinh khí rồi đó, nhiều quán ăn nhà hàng mở lên rồi, bắt đầu cho vào trong ăn. Ở đây hồi đó có cái tiệm Baskin Robbins bán kem nè, kem 31 mùi đó cũng tháo bạc luôn. Đây là cái đường Bosa nha, đường chính của người Việt Nam mình á. Mà đường Bosa này thì còn được đặt tên là đại lộ Trần Hưng Đạo. Đây là ngay góc đường Bosa với đường Busa, thì có một cái nhà hàng mà giống như những cái quán nhậu ở Việt Nam á, là nhà hàng Tràm Chim. Một chút chạy ngang sẽ quay cận cho quý vị xem. Rất là nhiều người ở những tiểu bang khác á, đi qua đây á, thích vô nhà hàng này ăn lắm. Kế bên Tràm Chim là có... Đây là nhà hàng Tràm Chim nha quý vị. Nằm trên đường Bosa ngay góc Busa. Kế bên Tràm Chim thì có cái tiệm trái cây góc phố. Ai mà muốn ăn hàng mà chè này nọ đó. Những cái món chè, những món trái cây, đá bào, rồi chè nhiều thứ lắm. Những cái món ăn lạ lạ. Hồi đó thì nó mở cửa tới 12 giờ đêm, lâu lâu buồn buồn cái mấy bạn ca sĩ đồ cũng kéo nhau ra ngoài đó ngồi thì ăn chè rồi ngồi nói chuyện chơi với nhau. Còn đây là Phước Lộc Thọ. Nghe đồn là Phước Lộc Thọ chỉ mở cửa một tuần, mở có một ngày thôi, mà bữa giờ ngày nào cũng đi ngang thôi chưa thấy mở nữa trời. Chắc chuẩn bị em chạy vô thử. Nè, vòng vòng bên đây là khu Việt Nam của mình, là quán ăn rồi chợ, bắt đầu cũng chợ đông lắm. Cũng sung túc à, thấy có vẻ cũng đông xe, không có còn hoang vắng như những tuần lễ trước nữa. Ở đâu mà tiểu bang xa đến khu Bosa là cũng phải một lần ghé Phước Lộc Thọ, phải không anh Thành? Yeah. Ở tiểu bang xa ai tới cũng muốn một lần ghé qua Phước Lộc Thọ cho biết. Đúng rồi, mười mấy năm vậy má anh hay mấy gia đình đi cũng thích ghé vô, như là cái đầu tiên của mình vậy đó. Rồi mà hồi anh ở Houston lần đầu anh qua anh cũng thích lắm em, quá trời bự luôn à. Quá trời bự mà đủ thứ đồ ăn chơi hết. Lúc anh ở Houston đâu có đâu. Vô trong cũng vui lắm chứ. Nhưng nó bán đủ thứ đồ ăn như Việt Nam mình vậy. Mình nhớ. Anh cứ chạy đi, em quay ngoài coi. Đó, cái cửa thì cửa bị khóa rồi, thiên cà. Nhưng mà hình như là có vài tiệm trong được mở. Chắc vậy hả? Nè, nhưng mà mở đây rồi. Mở đây rồi. Nè, anh thấy có xe nè. Có xe này. Hiện giờ á, người ta đang clean up ở trọng để thứ sáu này mở cửa. Vậy thì vui rồi. Thứ sáu mở cửa. Okay. Mở cửa luôn á hả? Chắc vậy quá. Thì em nhìn đây nè, nó có một bảo vệ. Chủ tiệm mà vô clean up, set up tùm lum, nó nói gì đó, thứ sáu mới mở cửa. Đó, có bảo vệ đó. Hồi đó đây tiệm furniture gì hả? Khu này. Kế bên Phước Lộc Thọ. Khu này là khu kế bên Phước Lộc Thọ. Nó cũng là Phước Lộc Thọ luôn đó, nhưng mà khu kế bên. Nhà đóng cửa ti điều hết này. Đằng trước này là khu nhà, nó là nhà apartment ha em? Dạng condos á.
uống cà phê không? Ở đây đâu có cà phê đâu. Cà phê boba bữa mình uống. Green tea, cà phê green tea. Thôi cà phê nó đậm. Như là hôm qua Hồng Loan có nói với quý vị là ở Orange County đang họp về vấn đề mở cửa nhà thờ quý vị, thì hôm nay là đã được phép mở rồi, nhưng mà phải tuân theo rất là nhiều những cái chỉ dẫn của bên chính phủ, như là nhà thờ đó thì giới hạn tối đa là 100 người tham dự, nhưng mà số người là chỉ được 25% của hồi trước thôi. Ví dụ như cái nhà thờ đó hồi đó sức chứa đó là 1.000 người thì cũng chỉ được 100 người trở xuống. Còn nếu như cái nhà thờ đó thì hồi đó sức chứa là 100 người thì bây giờ chỉ chứa được có 25 người thôi. Đó là quy định. Khi mà đi vô nhà thờ đó là phải đeo khẩu trang nè. Rồi có rất nhiều thứ như là những cái vật dụng dùng trong sinh hoạt, như là cái chỗ lót ngồi hay là cái thảm thì hạn chế tối đa không nên sử dụng. Rồi những sinh hoạt như đồng ca, ăn tập thể, ôm nhau, những cái gì mà phải gần gũi nhau nhiều đó thì phải hạn chế bớt, không có tổ chức những cái hội đó nữa. Nhưng mà cái này họ chỉ cho phép trong vòng 21 ngày thôi thưa quý vị. Sau 21 ngày á, sau 21 ngày đó thì chính quyền sẽ xem lại xem là nó có bị ảnh hưởng gì, lây lan bệnh hay là nó có cái gì mà cần phải chỉnh sửa không, thì sau 21 ngày đó họ sẽ có một cái thông báo mới nữa. Nhưng mà bây giờ thì nhà thờ đã được mở cửa rồi ha, nhưng mà chính quyền cũng kêu gọi là những người lớn tuổi đó thì và những người có bệnh thì nên ở nhà. Cho nên nhà thờ mặc dù là có người đến dự lễ nhưng mà cũng vẫn nên có cái mạng livestream hay gì đó để cho những người lớn tuổi và những người bệnh họ có thể ở nhà mà họ vẫn theo dõi được những cái lễ đó. Hồng Loan xin được nhắc nhở quý vị một cái vấn đề này. Nó không phải là về Covid-19 nhưng mà Hồng Loan thấy nó cũng rất là nguy hiểm nên nhắc đến quý vị, nhất là quý vị ở miền đông của nước Mỹ nha quý vị nha. Có một anh chàng này, anh tên là Peter, ảnh là sinh viên của trường đại học Connecticut. Thì ảnh đã giết chết 2 người và hiện tại trong người ảnh có mang một cái túi rất là nhiều vũ khí ở trong đó. Thì police họ nói là cái người này là tinh thần không có được bình thường, rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà chúng ta phát hiện ra cái anh chàng này đó thì nên gọi cho police để báo, nhưng mà không nên tiếp cận với anh đó. Vào ngày thứ 6, ngày 22 tây tháng 5 đó, thì cái anh Peter này đó, ảnh đã giết một cái người đàn ông 62 tuổi. Thì cái ông này, ổng đang lái xe, thì ổng thấy anh này, ảnh đi bộ lang thang. Ảnh mới hỏi là, ổng mới hỏi là anh này có muốn quá giang không? Thì ổng cho anh này lên quá giang. Anh này lên quá giang, ổng khi mà ổng chở đi một đoạn đường á, thì anh này giết ổng. Cái đó là chuyện đó là xảy ra ở Connecticut. Rồi đó, sau đó đó, cái anh Peter này ảnh đến một nhà của một cái gia đình này ở Wilmington. Thì ảnh vô nhà ảnh cướp. Và trong cái nhà của cái gia đình này nè thì họ có nhiều súng. Thì ảnh đã lấy nguyên cái túi súng đó, ảnh đem theo. Ảnh bắt cái người đàn ông trong nhà đó đó, chở ảnh đi đến nhà của một người quen của ảnh. Là cái người quen này là anh Nicholas. Nhưng mà sao may mắn cho cái ông này nè, là chở ảnh đi tới nơi, ảnh không có giết ông này mà ông lại thả ông này đi. Rồi ảnh đi vô nhà người quen của ảnh là cái anh Nicholas á, ảnh giết cái anh Nicholas rồi chết. Ảnh giết anh Nicholas xong, ảnh kêu cái cô bạn gái, bắt cô bạn gái chở ảnh đi Pennsylvania. Rồi cái cô bạn gái chở ảnh đến, bạn gái của cái anh Nicholas á, chở ảnh đến Pennsylvania thì ảnh cũng lại thả cái cô này đi. Và ảnh ôm một cái túi vũ khí, ảnh đi trên đường và người ta biết được, người ta thấy được ảnh cuối cùng là ở Pennsylvania. Cho nên tất cả chúng ta, cộng đồng chúng ta ở gần cái khu vực đó hay ở miền đông nước Mỹ thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Hồng Loan đưa hình cái anh này lên cho quý vị xem ha. Quý vị thấy là phải báo cảnh sát liền mà phải tránh xa ra nha quý vị. Và gia đình của anh ấy bây giờ cũng đã mướn luật sư và
cũng đã kêu gọi ảnh hãy quay về đầu thú. Và gia đình cũng có nói là anh này ảnh bị tâm thần rất là nặng, có nghĩa là ảnh bị stress, ảnh bị coi như là ảnh đi bác sĩ về tâm thần rất là nhiều trong một khoảng thời gian, nhưng mà bệnh không thuyên giảm, cho nên chúng ta phải có rất là cẩn thận nha quý vị nha. Ok, thông báo đến quý vị những cái tin như vậy ha. Bây giờ thì rất là nhiều nơi mở cửa rồi, nhưng mà chờ đợi ở California những cái tiệm nhỏ nhỏ cũng chưa mở cửa nữa quý vị ơi. Ở nhà Hồng Loan thích đi Burlington nè, Ross nè, TGMAX nè, Marshall nè, mà không có tiệm nào mở hết trơn á. Hồng Loan đưa đến quý vị một cái hình ảnh của một cái tiệm Ross ở một cái tiểu bang khác mở cửa, mà người ta get like nó đông ơi là đông luôn á. Nhìn giống như là ở đây mà mình đi Capazon mà mình get like mình vô Gucci outlet vậy đó, nhìn thấy mắc cười dễ sợ. Ross thôi nha. Ross đó là một cái tiệm rất là lớn, bán rất là nhiều mặt hàng, nhưng mà giá rất rẻ, cho nên Ross lúc nào cũng rất đông. Ở nhà Loan thì giỡn gọi nó là Hugo Ross. Có cái hiệu nổi tiếng là Hugo Boss ha, nhưng mà gia đình ông Loan nói bữa nay mình đi Hugo Ross là đi vô Ross. Nhiều khi mình mua đồ lặt vặt này nọ mua cũng thích lắm. Cái đó là ba đặt á. Ba hay đặt Rồi chia sẻ quý vị hình ảnh người ta get like. Nhìn đông vui quá. Tưởng tượng giống như là Gucci, Hermes, Chanel mà on sale như mà get like dữ vậy đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chia sẻ với Loan và Lộc trong những cái thông tin vừa qua. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình của ngày mai. Quý vị nhớ nha, Loan với Lộc đổi giờ rồi ha, 7 giờ rưỡi sáng giờ Cali là 9 giờ rưỡi sáng giờ Houston và 10 giờ rưỡi sáng giờ New York. Việt Nam là 9 giờ rưỡi tối nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đừng quên bấm nút subscribe, like và share video nha quý vị. Bye. Rồi, mua gì đây? Anh để vô được hay vậy? Nè, người từ Vegas xuống rồi mua một đống cà phê nè. Quá trời vậy. Uống mấy tháng anh Thành? Hả? Bán rẻ hơn ở chợ hả? Chợ 6 đồng 99 một hộp, em ở đây mua có 479 đó. Quá rẻ luôn. Rẻ hơn 2 đồng mấy hộp ha. Rẻ hơn 2 đồng mấy. Rồi hôm nay đi chợ có gì đây bà chủ? Tôm. Hôm nay là chợ sale tôm mà lột vỏ sẵn đó. Tôm lột vỏ sẵn, tôm lớn, tôm nhỏ. Hồng Loan mua tôm lột vỏ sẵn để dành để mình nấu canh. Thì khi nấu canh cái lấy ra dục chưa nấu khỏi lộn, khỏi làm gì nhiều hết, nó đỡ thịt. Rồi, tôm sú nè, tôm sú mà nãy mình nói đó. Tôm sú này ngon lắm, dai ngon lắm. Cái này là cải ngọt, rau cần. Tính nấu canh hồi nãy có mua cá bông lau, cái mình về mình đá đó mình kho, còn cái này với lại mình nấu canh ngót cần với lại chả. Rau muống mình về mình trần sơ sơ, mình luộc sơ sơ, mình làm gỏi rau muống. Khoai môn là hôm nay nấu vịt, nấu khoai môn với lại bạch quả. Trời, món đó ăn hết sảy nha, món đó ăn béo bổ lắm. Ăn với mì nè, cá này nãy luôn, cá nục Na Uy, rồi cá lưỡi trâu nữa, cá lưỡi trâu chiên ăn với cái mắm, rồi cá bông lau, xà lách son mình nấu canh cũng ngon ha. Còn không là mình để sống á, mình để sống mình trộn vào giấm xong rồi cắt trứng luộc á bỏ lên trên cũng ngon lắm. Đó, cái này là mì nha. Mì để ăn với vịt nè. Vịt thì Hồng Loan mua ở tiệm gà vịt sống nè. Gì nữa đây? Hành 5 đồng một bó, 5 bó 1 đồng. Quá rẻ. Bạch quả thì họ bán từng gói sẵn vậy.
Đó, gói sẵn như này, mình về mình chỉ bỏ vô mình nấu. Rồi xong, chuyển rồi. Sang. Rồi, nhờ Pepper. Rồi còn như em cầm giùm cho. À, dạ.